Chương trình hôm nay gồm có Ukraine và Nga cùng thiếu vũ khí chính xác Ukraine vẫn thành công nếu như không có phi cơ F-16 Ông Donald Trump coi cơ hội thắng cử Tổng thống là gần 100% Đoàn xe kỹ sư Trung Quốc bị tấn công ở Pakistan Hoa Kỳ thưởng 50.000 đô la Mỹ nếu hack thành công vệ tinh Ông Kim Jong-un lái xe bọc thép đa năng tòa thị chính Seoul bị đe dọa đánh bom. Ước muốn vượt qua dục vọng, kiếm tìm chân lý. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Kính chào quý khán thính giả quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm nóng của kênh 60 giây tinh hoa vào tối thứ hai ngày 14 tháng 8. Xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an ngay bây giờ chúng ta cùng quay lại những bản tin nóng nhất trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, những hệ thống vũ khí của Ukraine và Nga sau hơn một năm giữa chiến tranh đã không còn được dồi dào. Điều này khiến quân đội của hai nước đều có những cải tiến nhất định để sử dụng cho các cuộc tấn công. Chiến dịch tấn công cầu Crimea vừa qua cũng là một ví dụ cho đến nay vẫn chưa rõ thiệt hại của cây cầu Crimea ra sao do chưa có bất cứ hình ảnh cụ thể nào của cây cầu sau vụ tấn công. Ngoài những hình ảnh khói bốc lên dày đặc trên cầu. Phía truyền thông của Nga cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn thành công hỏa tiễn phòng không loại S200 của Ukraine. Vào thời điểm đó, quân đội Ukraine cũng đã phóng 20 UAV cảm tử vào bán đảo Crimea nhưng hầu hết chúng đều bị đánh chặn. Như đã biết, hỏa tiễn S200 là hỏa tiễn phòng không còn sót lại từ thời Liên Xô, được quân đội của Ukraine cải tiến thành hỏa tiễn tấn công mặt đất. Trước đây khi quân đội Nga thiếu hỏa tiễn, họ cũng đã chuyển đổi hỏa tiễn phòng không S300 thành hỏa tiễn tấn công mặt đất để tấn công vào Ukraine. Nhưng đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn để tấn công một cây cầu ở Crimea. Ukraine đã đạt được sự đồng thuận trong việc phá hủy cầu Crimea bất kể là phải sử dụng UAV cảm tử hay là tàu không người lái cũng như là hỏa tiễn tầm xa. Quân đội Ukraine đều có ý định dùng mọi cách để phá hủy cây cầu Crimea này. Sau khi cải tiến hỏa tiễn phòng không S-200, tầm bắn của hỏa tiễn này đạt tới 400 km, tức là vượt qua khoảng cách của hỏa tiễn hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp viện trợ. Tuy nhiên, thời điểm này cũng đã muộn so với sự chuẩn bị của Nga. Nếu khoảng một năm trước, Quân đội Ukraine chuyển đổi hỏa tiễn phòng không S300 trong tay thành hỏa tiễn tấn công mặt đất và trực tiếp tấn công cầu Crimea. Thì vào thời điểm đó, Ukraine vẫn còn rất nhiều tổ hợp tên lửa phòng không S300. Tuy nhiên, Ukraine đã không làm như vậy và bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Vì hiện nay, lượng hỏa tiễn phòng không S300 trong tay Ukraine về cơ bản là đã bị cạn kiệt, chủ yếu là bây giờ họ dựa vào hệ thống phòng không của NATO để bảo vệ bầu trời Ukraine. Các loại vũ khí mà quân đội NATO viện trợ cho Ukraine thì lại có phạm vi sử dụng hạn chế. Về cơ bản để tấn công mục tiêu cốt lõi của quân đội Nga, ví dụ như là cầu Crimea, Ukraine chỉ có thể dựa vào vũ khí của chính mình. Khi các loại hỏa tiễn S300 đã cạn kiệt, Ukraine chỉ còn lại những quả tên lửa phòng không loại S200 loại cũ. Hơn nữa, số lượng hỏa tiễn phòng không S200 cũng rất ít. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, Ukraine đã tập trung phòng thủ và hỏa tiễn S300 được dùng để tấn công các tiêm kích của Nga như là Su35, Su34, Su30, Su25. Nếu Ukraine tấn công cầu Crimea sớm hơn thì sẽ khiến Nga phải trả giá đắt. Ukraine vốn là một cường quốc quân sự trong quá khứ, một quốc gia có thể xuất khẩu tàu sân bay, phi cơ chiến đấu, động cơ hàng không và công nghệ hỏa tiễn không đối không cho Trung Quốc. Vì vậy, Ukraine không cần tìm cách đi trước Nga về công nghệ, mà chỉ cần tìm kiếm một phần lợi thế bất đối xứng để khiến Nga gặp nhiều khó khăn trên chiến trường. Hiện nay những khó khăn trong việc bảo trì cầu đường sắt Crimea là rất lớn, áp lực hiện đang đè nặng lên quân đội Nga và điều đó phụ thuộc vào việc cầu Crimea có thể tồn tại được bao lâu. Người Ukraine đã cải tiến vũ khí để tấn công, nhưng thực sự họ lại đang rơi vào hoàn cảnh khan hiếm vũ khí tầm xa. Nhưng ở phía đối ngược, Người Nga cũng không khá hơn, mới đây các nhà chuyên môn đã cho rằng sở dĩ dạo gần đây nhiều phi cơ của Nga đã bị rơi là do quá trình thời gian bay, máy bay cần bảo dưỡng với nhiều các loại phụ kiện thay thế. Tuy nhiên do bối cảnh cấm vận và chiến tranh, rất nhiều máy bay của Nga đã bị rơi, một số phụ kiện đã không thể được cung cấp mới. Nhiều hãng máy bay dân dụng của Nga cũng phải nằm dưới mặt đất do không thể cất cánh do thiếu bảo trì bảo dưỡng. Vừa qua vào thứ bảy ngày 12 tháng 8, tiếp tục có một máy bay chiến đấu đa năng loại Su-30 hai chỗ ngồi lại bị rơi ở khu vực Kaliningrad của Nga. Bộ quốc phòng của Liên bang Nga đã báo cáo về điều này. Vụ tai nạn xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện. Rất nhiều các chuyến bay huấn luyện của Nga thời gian gần đây đã bị gặp tai nạn. Tổ lái chiếc Su-30 đã bị thiệt mạng và người ta cho rằng các phi công có thể đã bất tỉnh trong chuyến bay do cạn nitơ trong bình dưỡng khí chiến đấu cơ của Nga đã bay mà không có đạn dược. Chiếc Su-30 được cho là đã bị rơi ở một khu vực hoang vắng khi không có báo cáo về thương vong trên mặt đất. Trước đó vào ngày 17 tháng 7, quân đội Nga cho biết một tiêm kích Su-25 của đất nước này cũng đã rơi trong lúc huấn luyện ngoài khơi phía nam lãnh thổ của Nga khi phi công đã thoát ra khỏi phi cơ nhưng vẫn thiệt mạng sau đó. Đài RT đã dẫn thông báo từ quân đội Nga cho biết chiếc Su-25 của nước này đã rơi trong lúc huấn luyện tại biển Azov. Cũng vào ngày 17 tháng 10 năm ngoái, một oanh tạc cơ Su-34 khác của Nga đã đâm vào một tòa nhà dân cư ở Yevsk. Cả hai phi công đều đã thoát ra được, nhưng hậu quả của vụ va chạm khiến 15 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Phi cơ Su-30 là chiến đấu cơ hai chỗ được thiết kế đa năng, có khả năng sử dụng vũ khí không đối không cũng như không đối đất trong mọi điều kiện thời tiết và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng có thể xuất kích. Chuyển sang các thông tin khác tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mới đây tờ báo The New York Times đã viết rằng chính quyền của Tổng thống Biden sau hơn một năm vẫn chưa cho phép các nước NATO chuyển phi cơ chiến đấu F-16 cho Ukraine. Kết quả là lực lượng bộ binh của Ukraine không có sự yểm trợ trên không mà tất cả các tiêu chuẩn quân sự của NATO coi là cần thiết cho sự thành công của một chiến dịch quân sự lớn. Tuy nhiên, Cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine có thể thành công ngay cả khi không có các chiến đấu cơ hiện đại. Nếu các bạn muốn Ukraine chiến đấu theo cách của chúng tôi, họ phải có những công cụ mà chúng tôi có. Tuy nhiên chúng tôi lại không cung cấp cho họ. Ông Philip Breedlove, tướng không quân của Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là cựu chỉ huy của NATO đã nói: Họ buộc phải chiến đấu mà không có F-16, nhưng tôi tin rằng họ vẫn có thể chiến đấu. Ông Breedlove nói. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng Nga có ưu thế không quân gấp 10 lần so với Ukraine, nhưng trong những cuộc tấn công vừa qua, lực lượng vũ trang của Ukraine đã mang lại những kết quả ấn tượng. Việc Ukraine sử dụng phi cơ F16 trong các hoạt động chiến đấu có thể bị hạn chế do Nga có các hệ thống bắn hạ loại phi cơ này khá hiệu quả. Như vậy, nếu được viện trợ phi cơ F16 thì điều này cũng không thể khiến Ukraine có hoàn toàn ưu thế ở trên không. Thưa quý vị, Ứng viên tổng thống 2024 hàng đầu của Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump mới đây đã tự tin tuyên bố rằng nếu ông giành được đề cử tổng thống của đảng thì ông gần như chắc chắn có thể vượt qua đối thủ Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm tới. Phát biểu tại một sự kiện chiến dịch ở tiểu bang Iowa, ông Trump đã cho biết gần 100%. Ông Trump được nói khi hỏi về cơ hội thắng ông Biden nếu hai ông tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Số liệu thăm dò cho thấy, hiện tại ông Donald Trump có thể đang là ứng viên hàng đầu, có thể trở thành đề cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, trước màn tái đấu với ông Joe Biden để trở thành sự thật, ông Trump đầu tiên phải bảo đảm được tư cách ứng cử viên của đảng và ông phải vượt qua đối thủ Ron DeSantis, thống đốc của tiểu bang Florida. Trang Reuters trong các cuộc phỏng vấn hàng chục cử tri tại Iowa vào hôm 12 tháng 8, đã phát hiện rằng phần lớn mọi người cũng thích ông De Santis nhưng chưa đủ để ủng hộ ông ta thay vì ông Trump. Ông Chris Jackson, nhà nghiên cứu về dư luận của công ty thăm dò Ipsos, đã nhận định rằng bây giờ cuộc bầu cử sơ bộ giống hệt như là màn đăng quang của ông Trump. Thưa quý vị, vào sáng ngày 13 tháng 8 tại cảng Gwadar ở Balochistan, ở Pakistan, quân đội giải phóng Balochistan viết tắt là BLA, đã tấn công đoàn xe kỹ sư của Trung Quốc. Các quan chức cảnh sát địa phương của Jawad Tarif cho biết tất cả các thành viên của đoàn xe Trung Quốc và các quan chức đều không hề hấn gì, nhưng hai kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Gần đây, BLA đã tăng cường nhắm mục tiêu vào Trung Quốc khi chính phủ của Pakistan đã phớt lờ cảnh báo của BOA rằng không nên được giao dịch và thỏa thuận với Trung Quốc về vấn đề tỉnh Balochistan. Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Karachi đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này, đồng thời yêu cầu Pakistan trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm và thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn cho công dân cũng như tổ chức và dự án của Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên BLA nhắm mục tiêu vào các công dân Trung Quốc làm việc tại Pakistan. Nhiều nhóm ly khai Balochistan trước đây đã tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công vào công trình xây dựng liên quan đến siêu dự án hành lang kinh tế là Trung Quốc và Pakistan kết hợp với nhau viết tắt là CPEC. Các công trình này đã triển khai hàng ngàn nhân viên an ninh để đối phó với các mối đe dọa phá hoại lợi ích của Bắc Kinh. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, các tin tặc đang thực hiện nhiều cuộc tấn công mạng vào một vệ tinh của chính phủ Mỹ và họ thậm chí còn được ngủ giác đài cổ vũ. Người thắng cuộc sẽ được thưởng 50.000 đô la Mỹ. Trong sự kiện Hack a Shot do lực lượng không gian và không quân Mỹ tổ chức cuối tuần này tại Las Vegas, các nhóm tin tặc cùng cạnh tranh để chiếm quyền kiểm soát vệ tinh Moonlighter của lực lượng không gian Mỹ đang quay quanh quỹ đạo trái đất tầm thấp. Không chỉ cố gắng chiếm quyền kiểm soát vệ tinh, tin tặc cũng phải ngăn chặn các nhóm đối thủ đột nhập hệ thống sơ hở của chính mình bằng cách sử dụng mã hóa và tường lửa. Đội hạng nhất sẽ giành được 50.000 đô la Mỹ, đội hạng 2 sẽ giành được 30.000 đô la Mỹ và đội hạng 3 sẽ mang về 20.000 đô la Mỹ. Cuộc thi này ban đầu được tổ chức nhằm giúp cải thiện khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa an ninh mạng mà chính phủ Mỹ ngày càng phải đối mặt bằng cách cho phép họ quan sát tin tặc tấn công và nâng cao hiểu biết về hoạt động hack cao cấp. Trả lời với báo Politico, Đại úy lực lượng không gian Kevin Burnett cho biết, chính phủ Mỹ hy vọng cuộc thi sẽ thu hút sự tham gia của nhiều người có kỹ năng về mạng điện tử. Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường sản xuất tên lửa để giúp bảo đảm sức mạnh quân sự áp đảo và sẵn sàng cho chiến tranh. Truyền thông nhà nước KCNA cho biết vào ngày hôm nay, Tại các nhà máy khác, ông Kim đã kiểm tra và lái một chiếc xe bọc thép chiến đấu đa năng mới, đồng thời ca ngợi những tiến bộ gần đây trong việc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất đạn phóng tên lửa đa nồng cỡ lớn. Chuyến kiểm tra thực địa của ông là chuyến thăm mới nhất trong một loạt chuyến thăm tới các nhà máy vũ khí, nơi ông ra lệnh sản xuất vũ khí hàng loạt và diễn ra vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự hàng năm, mà Bình Nhưỡng coi là một cuộc diễn tập cho chiến tranh. Ông Kim lưu ý, mức độ chất lượng của việc chuẩn bị chiến tranh phụ thuộc vào sự phát triển của ngành công nghiệp vũ khí và nhà máy có trách nhiệm to lớn trong việc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị chiến tranh của quân đội chúng ta. Hàn Quốc và Hoa Kỳ vào hôm nay cho biết họ sẽ tổ chức cuộc tập trận mùa hè Người bảo vệ tự do Unji vào ngày 21 đến 31 tháng 8 để cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên. Thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, nhà chức trách Hàn Quốc vào ngày hôm nay cho biết, lực lượng cảnh sát đang điều tra một thư điện tử đe dọa đánh bom tòa thị chính Seoul vào ngày quốc khánh của nước này, ngày 15 tháng 8. Bức thư điện tử trên được gửi từ một tài khoản có địa chỉ ở Nhật Bản với các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc vào ngày 13 tháng 8. Nội dung thư cho biết, những quả bom có sức công phá lớn đã được gài ở một số nơi tại tòa thị chính Seoul. Và thời gian được kích nổ là 15 giờ 34 phút ngày 15 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc. Bức thư được viết bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc với nội dung. Bom đã được gài ở một số nơi xung quanh tòa thị chính Seoul. Đặc biệt, bom được đặt trong phòng vệ sinh. Cảnh sát đang truy tìm người gửi thư và lưu ý rằng phương thức đe dọa tương tự đã được sử dụng trước đó nhằm vào lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập chính của Hàn Quốc, đó là ông Lee Jae-myung, và một số địa điểm công cộng ở Seoul. Vào ngày 7 tháng 8, một số quan chức chính quyền thành phố Seoul đã nhận được thư điện tử đe dọa sẽ cho nổ một quả bom ở trung tâm thành phố Seoul. Hai ngày sau, một thư điện tử khác đe dọa cho nổ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, đại sứ quán Nhật Bản, tòa tháp N Seoul và một trường học Nhật Bản. Thưa quý vị, từ xa xưa, nhân loại luôn cảm thấy nỗi khát khao muốn tìm kiếm chân lý. Nhiều người quyết tâm rời bỏ các cám dỗ trần tục để tiếp cận với những cảnh giới tâm linh. Tuy nhiên, vượt qua dục vọng không phải là một thử thách dễ dàng đến vậy. Nhân loại luôn muốn vươn lên nhưng thường hay bị mắc kẹt giữa dục vọng và lý trí. Thậm chí, cả những hiệp sĩ cứng rắn nhất cũng luôn phải đối mặt với quan ải khó khăn này. Trong bức tranh The Knight's Dream của họa sĩ Antonio de Pereda có thể thấy, một người hiệp sĩ trẻ ngủ quên trên ghế, đầu dựa vào cánh tay, Giấc mơ của chàng được miêu tả bởi những biểu tượng trên chiếc bàn bên phải, trong đó có sách, bản nhạc, vũ khí, bộ giáp, tiền bạc, đồ trang sức, những bông hoa, quả địa cầu, một chiếc mặt nạ. Trong các tác phẩm hội họa với chủ đề này, bộ giáp, vũ khí và quả địa cầu biểu thị cho ước muốn quyền lực, đồ trang sức biểu thị cho ham thích sắc đẹp, sách biểu thị cho kiến thức, bản nhạc và chiếc mặt nạ là các hình thức giải trí nghệ thuật nổi bật lên trong bức tranh là một chiếc đầu lâu ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ một ngọn nến tàn lụi và những bông hoa đó là những biểu tượng thể hiện cho sự phù hoa bấp bênh sớm nở tối tàn nếu để ý kỹ người xem còn phát hiện ra một chiếc đầu lâu thứ hai đang bị lật thể hiện phía bên trong hộp sọ Tất cả chỉ để nói lên rằng quyền lực, hàm muốn, kiến thức hay giải trí đều không phải là những thứ bền chặt. Đó là phù hoa, là những dục vọng mà một người luôn phải đối mặt. Bên cạnh người hiệp sĩ đang ngủ, một thiên thần khẽ bay đến, mang theo một chiếc vải với dòng chữ Atene Bungit sito Volat et Oxidit. Người ta khó mà có thể dịch nguyên nghĩa của câu nói viết bằng tiếng Latin cổ này. Vì có lẽ như đến căn ngôn ngữ dưới trần gian cũng chẳng thể tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, đại ý của nó chính là, chúng luôn khuấy động và dày vò tâm can của chúng ta, nhưng rồi cũng bày đi và mục nát mất. Vậy nên, vượt qua dục vọng là điều mà một người hiệp sĩ chân chính cần phải làm được. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, chương trình Tiêu Điểm Nóng tối nay đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 giây tinh hoa của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Kính mong quý vị để lại bình luận, nhấn like và ấn theo dõi kênh để đóng góp thêm cho chương trình của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.